This girl with the hair, better beware, 'cause everywhere she'd be, I'ma be there like, hello, my name is Zuzi, that's Zuzi with the Z. She'd be, I'ma be there like, hello, my name is Zuzi. Huh? Hời ơi, bà Trâm với bà Trà Lương vậy đó mà quá trời tim luôn. Mà nghe nói là cái trên khẩu trang hot lắm đúng không? Vậy thì tôi không có quay đâu. Cả hai clip đều được triệu tim. Có vẻ mọi người rất là thích cái trend này. Chính vì mọi người thích cái trend này nên là mình sẽ quay cái trend khác. Nghe nói là đeo khẩu trang hiếm được nhiều tim. Quay thôi. Gần 3 triệu tim. Con Trá Lươn như này mọi người cũng tim nhiều nó thế. Nghe nói cái trend vừa nhảy vừa đeo khẩu trang đang hot. Chính vì đang hot nên là mình quyết định không đeo khẩu trang nữa. Chị nhảy trend này kèm theo biến hình đi ạ. Khoản nhảy này tên biến hình là auto nhiều tim. Biến hình đi, biến hình đi chị, biến hình đi chị, biến hình đi, biến đi, biến đi, biến đi. Không nghe lời mẹ. Clip thì thật dở gì. Đeo khẩu trang có được nhiều tim đâu. Tại thế này, tao phải tìm ý khác. 6 triệu tim. Của em yêu được 6 triệu tim. Triệu tim. Triệu tim. Triệu tim. All this girl with the hair, better beware, 'cause everywhere she'd be, I'ma be there like, hello, my name is Zuzi, that's Zuzi with the Z. Tưởng gì chứ bây giờ mà cho tôi quay lại cái trend này được 3-4 triệu tim á. Thì xin lỗi, tôi không làm được nhá. Thôi, đừng có mong chờ cái gì hết, quay trend khác.